69 La Mã Cầm nắm bảo vật A. À, duyên khởi Đức Phật ở tại thành xá vệ Bây giờ các tỳ kheo đến nhà tri thức Thấy đồ trang sức quý báu Cầm xem rồi để lại chỗ cũ Sao bị người lấy Người chủ tìm trở lại không biết ở đâu Có người nói Tôi thấy tỳ kheo cầm Người chủ liền đến hỏi tỳ kheo tôi bị mất đồ báo như vậy như vậy thầy có thấy không tỳ kheo nói vừa rồi tôi có cầm xem rồi để trở lại chỗ cũ người chủ nói từ khi thầy cầm sau đó tôi không thấy nữa vậy thầy có đem trả lại tôi tỳ kheo nói thật sự tôi không lấy người chủ không tin bèn gán cho tỳ kheo tiếng xấu Bây giờ có một ngoại đạo mang một túi đựng 500 tiền vàng đến bên bờ sông uống nước, khi đi quên không mang theo. Có một tỳ kheo đến sau thấy, liền nghĩ như vậy. Phật này là của ai? Liền nhìn xung quanh, thấy một người phía trước, bèn nghĩ như vậy. Chắc là họ đang mong, ta nên mang trả cho họ. Liền lấy mang đi theo, người kia đi chưa xa, nhớ túi vàng, liền vội quay trở lại, tỳ kheo hỏi vì sao ông trở lại người kia liền giận nói loại người xui xẻo hỏi tôi làm gì tỳ kheo nói dù tôi là người xui xẻo cũng nên cho tôi biết tại sao ông quay trở lại người kia nói tôi quên một túi nơi bờ sông nên trở lại tìm tỳ Tì kheo liền đưa ra hỏi đây có phải cái túi của ông không người kia nhận ra cái túi của mình rồi lại nổi giận nói thứ người không mang lại điềm lành tại sao lại cầm cái túi của tôi ông đứng chờ một chút để tôi kiểm tra lại các vật trong túi đã tỳ kheo nói tôi hoàn toàn không biết thứ gì đựng trong túi này cũng không xem đến chúng nếu tôi muốn lấy thì đâu có đưa ông xem vì sợ ông mất nó nên mới đem đến trả cho ông người kia lại nói trong cái túi của tôi có một ngàn tiền vàng, nay thiếu năm trăm, hãy trả lại cho tôi. Tỳ kheo trả lời như ban đầu. Người kia cưỡng bức đòi tỳ kheo, rồi đưa đến chỗ người đoán sự. Lúc này, người đoán sự vì không tin ưa Phật Pháp, nên xử đoán một cách phi lý, liền bắt lấy trói ngược, đánh lừa, con lừa. Giống trống, áp giải đến ngã tư đường để hành quyết khi ấy vua ba tư nặc ở trên lầu cao từ xa nhìn thấy hỏi các quan tả hữu người đó là ai các quan tâu là sa môn thích tử nhà vua liền ra lệnh đem về lại chỗ đoán sự ta sẽ đích thân đến đó vua vội vàng đến và hỏi người kia tại sao ngươi tố khổ tỳ kheo này quan đoán sự tâu rõ sự việc như trên nhà vua lại hỏi tỳ kheo tỳ kheo cũng tâu vua như trên vua hỏi người kia chủ của cái túi đựng tiền vàng đây có thật là túi của ngươi không trả lời dạ phải nhà vua liền lấy 500 tiền vàng bỏ thêm vào trong túi kia nhưng túi không chứa hết nhà vua lại hỏi ngươi nói trong cái túi đó có một ngàn tiền vàng tại sao bây giờ nó không đựng hết Người kia liền tự thú tội, nói Thật sự chỉ có 500, tôi giận nên vu khống cho tỳ kheo. Nhà vua hỏi vị quan đoán sự Nếu có người ra mặt khi vua thì nên xử tội thế nào? Quan đoán sự tâu Người ấy đáng chết và tịch thu tài sản nhập vào cửa quan. Nhà vua liền cho dùng pháp này tịch thu tài sản, trói ngược ra sao, trói cánh gà người này, đánh lừa, con lừa, giống trống áp giải đến ngã tư đường hành quyết. Có người nói, ông vu khống sa môn thích tử, nên chịu tội này, nếu lại vu khống hủy bán, sao sẽ mắc tội nặng hơn. Hoặc lại có người nói, sa môn thích tử, có lần đã từng lấy báo vật của tôi, nay e là có thật. Khi ấy tỳ kheo tâu với vua, xin cho người này được sống, chớ khiến Phật Pháp bị mang tiếng xấu, nhà vua liền phóng thích và quở trách quan đoán sự. Nếu sau này còn đoán việc như vậy, sẽ trị phạt ngươi. Những người không tin Phật Pháp bằng mọi cách quở trách. Chúng ta là người thế tục, còn biết xấu hổ khi cầm vật báo. Còn sa môn thích tử, tại sao lại như vậy? Không hình sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi đem cả việc trước sau bạch đầy đủ lên Đức Phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo các ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách của trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo nào cầm nắm báo vật hoặc những đồ trang sức bằng các bảo vật ba vật đề Bây giờ, tỷ xá khư mẫu mặc áo quý báu nhất, trang điểm thân thể, cùng nhiều người thân du hoạn nơi lâm viên, trừng gần kỳ hoàng. Thấy mọi người đang vui chơi, bà liền nghĩ như vậy. Nay ta không nên cùng phóng vật với họ. Nhân dịp may này có thể viếng thăm Đức Thế Tôn. Bà liền dẫn các tỳ nữ đến kỳ hoàng. Khi đến cửa kỳ hoàng, bà lại nghĩ như vậy. Nay ta không nên mặc đồ trang sức đẹp sang này đến hậu Đức Thế Tôn. Bà liền cởi áo quý báo để nơi cạnh hào. Khi ấy, tôn giả xá lợi Phất đang đi kinh hành, từ xa thấy. Tỳ xá khư mẫu đến trước Phật đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật vì bà nói Pháp, chỉ bày những lợi ích khiến vui mừng. Không bao lâu, bà lui về, vì mãi suy nghĩ những điều vừa được nghe, nên quên chỗ để chiếc áo quý bà trở về sau khi cửa thành đóng mới nhớ lại chiếc áo bà nghĩ như vậy nếu ta nói với ai là đã mất chiếc áo quý báu này thì sẽ làm tổn thương đến phật pháp nên im lặng đến sáng hôm sau lúc này tôn giả xá lợi phất đem việc này bạch lên phật đức phật bảo tôn giả xá lợi phất ông đến lấy lại tôn giả phân lời liền đi lấy Đức Phật bảo tôn giả xá lợi phất. Sáng sớm ngày mai đích thân ông đem đến trả cho bà ta. Vân lời liền đem đến. Tỳ xác khư mẫu cảm thán hết lời. Lành thay tôi có vị đại sư và đồng phạm hạnh như vậy. Nếu ngoại đạo khác lấy được vật này thì đâu có chuyện trả lại cho tôi. Đêm vừa rồi tôi đã xả, đây nên thỏa nguyện đó bà liền đem dân cúng cho tứ phương tăng bà yêu cầu tôn giả xá lợi phất dùng của này cất nhà chiêu đề tăng tôn giả không dám nhận đem việc này bạch lên phật đức phật dạy nên nhận lại có các cư sĩ cứ năm ngày là đến tăng phường thăm phiến một lần có người cởi nhẫn có người cởi bông tai trước khi vào tăng phường khi về đều quên các tỳ kheo thấy không dám lấy có người khác thấy liền lấy đem đi. Các cư sĩ khi trở lại Tăng phường tìm hỏi các tỳ kheo. Tôi mất vật báo như vậy, như vậy thầy có thấy không? Trả lời: Tôi thấy mà không dám lấy. Các cư sĩ nói: Đại đức thấy nó tại sao không lấy? Đại đức có thể đem trả lại cho tôi, người xuất gia nào cần vật này? Trả lời: Thật sự tôi không lấy. Họ dứt khoát không tin, bèn gán tiếng xấu cho tỳ kheo. Lại có các tỳ kheo du hành cùng bạn đi đường đến nơi ký túc. Trong số bạn có người ra đi quên vật. Tỳ kheo thấy không dám lấy, bị người khác lấy mất. Các người bạn hỏi tỳ kheo. Tôi mất vật như vậy, như vậy, đại đức có thấy không? Tỳ kheo nói. Tôi thấy mà không dám lấy, các người bạn nói Đại Đức thấy nó, tại sao không lấy? Có thể đem trả lại cho tôi, người xuất gia nào cần vật này? Trả lời Thật sự tôi không lấy Người kia dứt khoát không tin Liền gán tiếng xấu cho tỳ kheo Các tỳ kheo lại nghĩ như vậy Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta tự mình cầm lấy Hoặc sai người cầm lấy vật báo nơi tăng phường Hay chỗ ký túc Thì cư sĩ đã không mất đồ chúng ta cũng khỏi bị tiếng xấu các tỳ kheo đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo nay cho phép các tỳ kheo tự mình cầm hay sai người cầm lấy phật báo nơi tăng phường hoặc chỗ nghỉ lại đêm từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào đối với báo phật hoặc đồ trang sức bằng các bảo vật tự mình lấy hay dạy người lấy trừ trong tăng phường hay chỗ ký túc ba vật đề c thích từ nơi tăng phường và chỗ ký túc cầm lấy bảo vật hoặc các bảo vật đồ trang sức sao có người chủ đòi nên trả lại việc này như vậy phải giải quyết như vậy bảo vật Trân châu mani lưu ly Ngọc Kha, Kim Ngân, các vật báo lại chỉ cho các vật quý khác. Trong tăng phường là chỗ tăng ở, đất thuộc về tăng. Chỗ ký túc tức ngoài tăng phường, nghỉ đêm nơi nhà người khác và chỗ nghỉ đêm cùng bạn khi đi giảng ngoại. Tỳ kheo thấy vật báo nơi tăng phường nên sai tịnh nhân lấy. Nếu không có tịnh nhân thì tự mình lấy cất. Nếu có người đòi nên hợp tăng hỏi tướng trạng của vật bị mất kia, sau đó hoàn trả nó. Nếu lấy cất rồi, muốn đi đâu, phải dặn người ở sau. Nếu tỳ kheo đến nhà người, thấy có phật nên sai tịnh nhân cất. Không có tịnh nhân thì tự mình lấy cất. Có người nên dặn người ấy, sao mới đi. Nếu không có người, nên gọi người chủ ra giao cho họ, rồi sao mới đi. tỳ kheo cùng bạn đồng hành chung đường, nếu thấy vật nên sai tịnh nhân lấy, không có tịnh nhân nên tự mình lấy để trả lại cho họ. Khi trả lại nên tập trung mọi người hỏi trước, ông mất vật phải không? Nếu nói có mất thì nên hỏi vật gì? Người đúng như lời họ, sau đó mới trả lại. Nếu cùng bạn đi khác đường mà không gặp nhau, đến sớm làng nên gửi cho ưu bà tắc tinh cậy để trả lại. Tỳ Kheo Ni cũng như vậy. Thức Xoa Mana Saji, Sajini, Đột Kiết La. 70 La Mã Nửa tháng tắm A. À, duyên Khởi Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo một ngày tắm ba lần, dùng nhiều bột đậu tắm. Các cư sĩ thấy cơ hiểm nói. Các tỳ kheo này tắm hoài, dùng bột đậu tắm như vua, như đại thần, Mục đích họ xuất gia là muốn cầu giải thoát, song không tụng niệm kinh, lại không quán những thứ nước dơ bẩn, mà ngày đêm chỉ lo trang điểm thân thể, không hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Bây giờ có vị thầy tướng nói với vua Bình Sa rằng, Thiên văn cho biết lại sắp có một ngôi sao bất thường xuất hiện, nhà vua nên tắm nơi suối nước đó để tẩy trừ tai ương kia. Nếu không như vậy, hoặc đưa đến mất nước, hay có việc lo về thân mệnh. Nhà vua liền ra lệnh các quan tả hữu xử lý con suối kia. Họ vân lệnh đến nơi thì thấy các tỳ kheo tắm rửa đầy cả suối. Các quan quay trở về tâu với vua. Vua nói, Chờ tỳ kheo tắm xong. Như vậy cả ngày đêm, ba lần đến xem, một lần đi, một lần về, lúc nào cũng có người. Thầy tướng bà La Môn lại tâu với vua hung tinh kia sắp xuất hiện, sau khi nó xuất hiện mới tắm thì không có ích gì. Nhà vua nghe nói vậy, liền bảo chuẩn bị sai giá xuất hành đến chỗ nước suối. Vua phải tắm cuối nguồn nước, vì vậy các quan cơ hiểm. Sa môn thích tử không biết thời nghi, không siêng năng, không quán niệm các thứ nước dơ nơi thân, mà chỉ lo tắm rửa trang điểm thân thể. Không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn các tỳ kheo trưởng lão nghe được bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi các tỳ kheo các ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy Tỳ kheo nào, trong nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá, ba giật đề. Có các tỳ kheo bệnh, thầy thuốc bảo phải tắm rửa mới lành, các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi lúc nào cũng tắm, xin nghĩ tìm phương pháp khác. Thầy thuốc nói: Chỉ có cách tắm rửa chứ không có cách nào khác. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, nếu đức phật cho phép khi có bệnh thường được tắm thì bệnh của chúng ta lành liền lại có các tỳ kheo làm nhiều việc bị đất bùn nhớp áo nhơ thân vì thế càng mệt bèn nghĩ như vậy nếu đức phật cho phép khi làm việc luôn tắm giặt cực nhọc chắc bớt áo quần sạch sẽ lại có các tỳ kheo đi đường cực nhọc muốn tắm giặt mà không dám lại nghĩ như vậy nếu Đức Phật cho phép khi đi đường luôn được tắm rửa, thì cực nhọc sẽ bớt đi. Lại có các tỳ kheo khi trời mưa gió, bụi đất bùng, làm nhớp y phục, lại nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật cho phép khi trời mưa gió, thường tắm giặt, thì có thể không bị bụi bùng làm nhớp. Mùa xuân còn một tháng rưỡi, và một tháng đầu mùa hạ, các tỳ kheo vì nóng bức, nên ra mồ hôi. Lại nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật cho phép lúc nóng nực, thường tắm giặt, thì có thể không bị hoạn khổ này. Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo khi bệnh, khi làm việc, khi đi đường, khi mưa gió, khi nóng bức, được tắm rửa không phạm. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng tỳ kheo nào trong nửa tháng nên tắm một lần nếu quá trừ nhân duyên ba vật đề c thích từ nhân duyên là khi bệnh khi làm việc khi đi đường khi mưa gió khi nóng bức đó gọi là nhân duyên khi bệnh là khi có những bệnh tật cần tắm khi làm việc là khi xử lý mọi công việc cho đến việc quét đất trong tăng phường khi đi đường là khi đi một do tuần, hai do tuần, cho đến chỉ nửa do tuần. Khi mưa gió là khi mưa gió đất bùn làm nhơ nhớp. Khi nóng bức là lúc nóng bức làm đổ mồ hôi. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa đột kiết la. Nếu khi tắm rửa cho thầy hoặc cho người bệnh, thân hình mình bị ướt, bị nhớp thì tắm rửa không phạm. 71 La Mã Sân đánh tỳ kheo A. À, Duyên khởi Đức Phật ở tại thành xá vệ Bây giờ, nhóm 17 tỳ kheo vừa cất xong phòng mới Nhóm 6 tỳ kheo muốn ở trong đó Đuổi nhóm 17 tỳ kheo Nhóm 17 tỳ kheo không chịu ra liền bị đánh Nên họ kêu khóc in ỏi Các trưởng lão tỳ kheo nghe, hỏi Tại sao kêu la lớn tiếng vậy? thưa nhóm sáu tỳ kheo đánh chúng con các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi nhóm sáu tỳ kheo các ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn bằng mọi cách đức phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đánh tỳ kheo ba vật đề. Có tỳ kheo ăn bị nghiện, giờ tỳ kheo khác đấm lưng, các tỳ kheo không dám đấm, vì vậy nên chết, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo không vì lòng giận mà đánh tỳ kheo, mà phạm ba vật đề là điều không thể có từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng Tỳ kheo nào vì nóng giận đánh tỳ kheo khác, ba vật đề. Nếu tỳ kheo đánh tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, người khác hay súc sanh, độ kiết la. Nếu tỳ kheo ni đánh tỳ kheo, tỳ kheo ni, ba vật đề. Đánh thức xoa mana, sa di, sa di ni, người khác hay súc sanh Đột kiết la thức xoa mana sa di sa đánh năm chúng người khác hay súc sanh đột kiết la 72 la mã nhá đánh tỳ kheo a à, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ bây giờ nhóm 6 tỳ kheo lại đến phòng nhóm 17 bảy tỳ tì kheo tìm chỗ ở Nhóm 17 tỳ kheo không chịu ra, nhóm 6 tỳ kheo đưa tay nhá như giống đánh. Nhóm 17 tỳ kheo lại la lớn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe ra hỏi, tại sao các ông la lớn vậy? Thưa, nhóm 6 tỳ kheo muốn đánh chúng con. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi lục quần tỳ kheo các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào dùng tay nhá dọa đánh tỳ kheo, ba giật đề. Có các tỳ kheo khi nói Pháp dùng tay diễn tả, hoặc chỉ nơi chốn, bèn sanh nghi hối, ta sẽ không phạm ba vật đề chứ họ đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo nếu tỳ kheo không do lòng giận nhá tay dọa đánh tỳ kheo mà phạm ba vật đề là điều không thể có từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào vì nóng giận dùng tay nhá dọa đánh tỳ kheo ba vật đề nếu nhá tay đến thì phạm ba vật đề nếu nhá tay không đến đột chiếc la ngoài ra như trong giới đánh tỳ kheo đã nói 73 la mã dọa nhát tỳ kheo a à, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ bấy giờ nhóm 17 tỳ kheo hài lòng với cái phòng vừa nhận được. Nhóm 6 tỳ kheo lấy quyền thượng tọa nên lần lượt vào ở trong đó. Nhóm 17 tỳ kheo liền tránh qua phòng hai bên. Nhóm 6 tỳ kheo lại bàn bạc như vậy. Nhóm 17 tỳ kheo biết tạm quý, cẩn thận sợ tội lỗi, sống gần bên ta, chắc thấy được tội lỗi của ta. Chúng ta nên tạo phương tiện để họ tránh xa. Liền đến nói phòng này trước đây bỏ không, có nhiều việc đáng sợ hãi. Các ông không nên ở trong đó. Nhóm 17 tỳ kheo nói, Chúng con đóng chặt cửa thì nào có gì để sợ. Trong đêm tối hôm đó, nhóm 6 tỳ kheo tạo ra nhiều cảnh tượng để khủng bố. Sáng hôm sau, họ hỏi nhóm 17 tỳ kheo, Đêm hôm qua các ông ngủ an giấc không? Trả lời, chúng con nghe tiếng đáng sợ sệt nhưng đã đóng cửa, tư duy nên không có gì phải sợ. Nhóm sáu tỳ kheo lại cùng nhau bàn luận. Chúng ta không thể dùng cách này để khủng bố chúng. Chúng ta nên chờ chúng nó ra ngoài, rồi vào dưới giường của chúng. Nhóm sáu tỳ kheo liền đột nhập vào, chờ lúc đêm tối, hoặc kéo áo, kéo chân chúng, hoặc khiên giường chúng di chuyển để chỗ khác. Lúc này, nhóm 17 tỳ kheo hoảng hồn, lớn tiếng kêu la các tỳ kheo trưởng lão đến hỏi vì sao lớn tiếng vậy thưa nơi đây không có giặc cướp mà không biết ai kéo áo kéo chân chúng con ai đã khiêng giường chúng con di chuyển đến để chỗ khác các tỳ kheo trưởng lão liền mang lửa đến soi thấy nhóm sáu tỳ kheo đang ngồi xổm dưới giường hỏi các thầy sao lại ở đây thưa chúng tôi muốn khủng bố nhóm mười bảy tỳ kheo các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng khỏi nhóm sáu tỳ kheo các ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo nào khủng bố tỳ kheo khác ba vật đề có khách tỳ kheo hỏi cựu tỳ kheo trong phòng này có điều gì đáng sợ sệt không vị kia hoặc không dám nói hoặc nói rồi sanh nghi sợ phạm tội ba vật đề đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo nếu tỳ kheo không cố ý khủng bố tỳ kheo khác mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng tỳ kheo nào cố ý khủng bố tỳ kheo khác ba vật đề ngoài ra như trong giới đánh tỳ kheo khác đã nói 74 la mã che giấu thô tội a duyên khởi Đức Phật ở tại thành xá vệ. Bây giờ, tỳ kheo Đạt Ma nghĩ như vậy. Trước đây bạc nang đà đoạt y của ta, do đó Đức Phật quở trách ta, rồi vì các tỳ kheo kết giới. Nay ta nên ở giữa tăng, nói thầy ấy phạm tăng và bà thi sa. Nghĩ rồi liền đến chỗ tỳ kheo thượng tọa thưa. Bạc nang đà cùng người nữ, hai thân đụng chạm nhau, nói lời thô ác, khen ngợi sự cung phụng xác thân các tỳ kheo hỏi tại sao thầy biết thưa tôi cùng đi thấy thầy làm việc này các tỳ kheo trưởng lão quở trách nói tại sao lúc không giận nhau thầy che giấu lúc giận liền tố cáo họ quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi đạt ma ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn bằng mọi cách quở trách rồi đức phật bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo nào che giấu thô tội của tỳ kheo khác ba vật đề có các tỳ kheo không biết vị khác phạm tội thô ác sao mới biết bèn sanh nghi hối ta sẽ không phạm ba vật đề chăng họ đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo nếu không biết tỳ kheo khác phạm thô tội mà phạm ba vật đề là điều không thể có từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác phạm thô tội mà che giấu qua một đêm phạm ba vật đề. Nếu từ lúc vừa sáng cho đến lúc mặt trời chưa xuất hiện, mỗi giờ phạm đột kiết la, mặt trời xuất hiện phạm ba vật đề, sa di phạm đột kiết la. Nếu muốn nói mà không có người để nói, hoặc sợ nạn khởi nên che giấu thì không phạm. 75 La Mã Vu Khống Tăng tàn À, duyên khởi đức phật ở tại thành xá vệ lúc bấy giờ bạc năng đà nghĩ như vậy tỳ kheo đạt ma hứa với ta cùng đi lấy y của ta cho rồi không chịu đi ta phải lấy y kia trở lại vì việc này bị đức thế tôn quở trách rồi vì các tỳ kheo kết giới sau đó đạt ma lại tố cáo tội lỗi của ta nay ta nên dùng pháp tăng già dạ bà thi sa không căn cứ để hủy bán ông ta nghĩ như vậy rồi bạc nang đà nói với các tỳ kheo trưởng lão thật sự tôi có xúc chạm thân người nữ có nói lời thô ác có tự khen mình để đòi hỏi sự cung phụng sát thân tỳ kheo đạt ma cũng lại như vậy các tỳ kheo hỏi tại sao thầy biết bạc nang đà nói tôi cùng đi cho nên thấy các tỳ kheo quở trách nói tại sao thầy dùng pháp tăng và bà thi sa không căn cứ để hủy bán tỳ kheo khác họ đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi bạc nang đà ngươi có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b giới tướng tỳ kheo nào dùng pháp tăng và bà thi sa không căn cứ để hủy bán tỳ kheo khác ba vật đề hủy bán tỳ kheo ni thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la tỳ kheo ni hủy bán tỳ kheo tỳ kheo ni ba vật đề hủy bán thức xoa mana sa di sa di ni độ kiết la thức xoa mana sa di sa di ni hủy bán năm chúng đột kiết la